bom lò xo đấy. Ừ, chống tăng đó. Cắn này. Ừ. Ôi. Câu có chừng nó lên áo tí nữa nó cắn đau lắm đấy. Rồi rồi rồi. Kệ nó. Cho nó cắn một tí. Mình sẽ ăn cái trứng này luôn nhá. Thay đổi cậu ơi, hai con, đưa cái áo cái tớ lên lên. Ra. Rồi. Trời đang mưa rồi cả nhà. Đây thì hai anh em chuẩn bị ngủ, không biết là đêm nay có ngủ được hay không. Đây, này là nước. À, lượng nước rất là nhiều. Dạ. Nào, nhanh lên. Đấy, một lượng nước rất là nhiều luôn. Nào. Úi trời ơi. Thôi cậu bữa sáng, bắt chân cẩn thận. Rồi, cảm ơn nhá. Chào. Em đi nhá. Rồi, chào nhá. Anh em Hiếu xin chào tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn. Xin chào tất cả mọi người nhá. Sau khi mà anh em đến đất nước Lào đã tìm hiểu qua về nét đẹp của con người Lào và được thưởng thức những món đặc sản của Lào như là món pịa. Món pịa gọi là mặc pịa và món rồi, gỏi cá gọi là cọi pa. Cọi pa. Ngày hôm nay hai anh em quyết định trở lại rừng. Hôm nay anh em sẽ đặt ra cho hai anh em một cái mục tiêu và một cái thử thách trước giờ anh em chưa từng làm. Đó chính là anh em đi vào rừng, đặt mình vào vị trí của những người đi khám phá rừng, đi chơi, đi du lịch. Khí hậu ở Lào thì mùa này rất là nóng nực. Anh em đã trải qua 2 ngày phải chịu những cái nắng oi bức, những cái gió nóng rát. Như quý cô chú anh chị cũng bạn đã biết là Lào thì có một cái cơn gió rất là nổi tiếng đó. Thổi vào Việt Nam mình đó chính gọi là gió Lào. Rất là nóng, về mùa hè rất là nóng. Có thể là thổi qua mà cháy cả lúa luôn, cháy cả cây, cả cối luôn. Đồng cỏ nha. Và đến với rừng Lào thì như các bạn cũng đã biết là Lào được mệnh danh là Vương quốc triệu voi. Rất là nhiều voi và hiện tại những khu rừng anh em đang đến đây là nghe người dân kể lại là voi cũng ra rẫy, nương rẫy để phá rẫy này, nương này rất là nhiều. Phá lán trại đấy. Và gấu cũng còn rất nhiều. Và đặc điểm rừng của Lào thì là rừng nhiệt đới nên là có những loài rắn đặc trưng như là rắn chàm quạp này, rắn hổ mang và những loài rắn như rắn lục đuôi đỏ này. Đối diện với những cái sự nguy hiểm và khó khăn trước mắt, làm cách nào để anh em có thể tìm được cái hướng đi ra? Anh em cũng đã xác định được một cái mục tiêu, đó chính là tìm được cái hướng đi về với bản làng. Hướng đi vào là hướng Đông Nam, nhưng mà cái hướng Tây Nam, Tây Bắc sẽ là có một ngôi làng. Ở đấy cũng có một con đường và anh em vào rừng, khi vào một cái cánh rừng mênh mông, làm cách nào để anh em có thể là tìm được hướng ra và đi về đúng hướng? Thì bây giờ, trước khi xem video, hai anh em rất là mong quý cô chú anh chị cùng các bạn nếu như xem video cảm thấy hấp dẫn hay thì hãy để lại cho anh em một like, một cái comment và để góp ý cho anh em. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần và động lực cho anh em tiếp tục thực hiện những cái hành trình mạo hiểm hơn, nguy hiểm hơn nữa nhé cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đồng hành với anh em. Và những cái phiền phức trước mắt đầu tiên đến với rừng Lào, đến với đất nước Lào đó chính là đã 2 lần Hiếu đã bị cái con này cả nhà. Đó chính là con mòng mòng. Hay là con ruồi trâu, nó cắn rất đau nhá. Xuyên và rất là phiền phức. Khi mà chúng ta mặc quần áo dày nhưng nó vẫn xuyên qua nó cắn. Hiếu đã dính 2 lần. Đấy thì phiền phức đầu tiên khi gặp là bước vào rừng Hiếu đã gặp nó rồi. Đã giải quyết xong rồi. Đấy. Bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành với hai anh em trong cái hành trình này nhé cả nhà. Quý cô chú anh chị cùng các bạn thân mến, trong những chuyến đi rừng, anh em sẽ thu gom những sản phẩm dược liệu ở rừng nhằm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị các căn bệnh nan y như đặc biệt là có nấm lim xanh được mệnh danh là khắc tinh của căn bệnh ung thư, thần dược xảo tam phân
hỗ trợ các căn bệnh về gan, ung thư gan, xơ gan, ung thư đại tràng, ung thư vú và những sản phẩm chăm sóc sức khỏe như mật ong cùng các loại thảo dược rừng dùng để ngâm rượu và làm thuốc. Quý cô chú anh chị cùng các bạn có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại và Zalo của Hiếu là 078-228-2345 để được tư vấn những cái sản phẩm dược liệu ở rừng. Hiếu xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ hai anh em để có thêm kinh phí xây dựng và phát triển kênh. Một lần nữa xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay anh em mang theo thì chủ yếu là thiết bị dụng cụ, máy móc quay. Và trên mình là hai anh em mỗi người một con dao, chân quay, chân chống, pin để đủ thời lượng quay. Có thể là thời gian anh em có thể là mất 3 ngày, 5 ngày, thậm chí là 7 ngày. Nên thì chúng ta cần trang bị thiết bị pin, máy móc. Và những cái thức ăn thì trong rừng anh em sẽ tự tìm lấy. Điều đầu tiên chúng ta cần xác định phương hướng. Đầu tiên đó chính là hướng này là hướng đông. Đây cả nhà, muôn quay lên cho cả nhà xem đây là hướng đông nhé. Là hướng mặt trời mọc. Hướng mặt trời mọc. Và khi chúng ta giăng cánh tay như này thì hướng mặt trời mọc là hướng này, thì đây chính là hướng tây, hướng mặt trời lặn. Và đối diện hai phương nữa đính chính là hướng bắc. Hướng bắc, hướng này là hướng bắc và hướng này hướng nam. Vậy thì hiện tại anh em đang đi trách về hướng này, đó gọi là hướng đông bắc. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào và chúng ta sẽ khám phá khu rừng này, rồi chúng ta sẽ làm cách nào để thoát mình ra khỏi cánh rừng này và tìm được cái hướng đi mà anh em đã xác định, đó chính là hướng tây bắc cả nhà nhé. Ví dụ như đây nhé, đây cũng là một cách xác định phương hướng nhé. Ví dụ như cả nhà thấy cái gốc cây này đi, gốc cây to này, là cái hướng bên này là hướng nam, thì thường nó sẽ thưa những cái cành cây hơn. Và cái hướng bắc kìa, ở bên kia cả nhà có thể thấy là những cái lớp lá cây nó sẽ dày đặc hơn. Và đây này, cụ thể hơn và cách xác định phương hướng nó nhanh nhất và dễ nhất, đó chính là chúng ta có thể dựa vào những cái tổ mối này, tổ kiến. Tại sao tổ kiến nó làm theo cái hướng này? Hướng này gọi là hướng nam cả nhà, hướng mặt trời mọc đây. Và hướng này là hướng nam. Hướng nam thì thường tổ kiến và tổ mối nó sẽ làm tổ ở bên hướng nam. Nó không bị ẩm ướt, cậu hiểu không? Đó, nó không bị ẩm ướt, nó sẽ làm ở dưới những gốc cây to và nó làm theo cái hướng nam này. Hầu như và chúng thường dọn hướng nam đó. Ví dụ như đây cũng là một cái hướng nam luôn. Đây cũng là một gốc cây và tổ mối cũng chọn cái hướng nam để làm tổ chứ không chọn ở hướng bắc. Đó là một cách xác định phương hướng dễ nhất nhé cả nhà. Đây mua đây, tôi phát hiện cây này, đó là cây bồng bồng, hay một số người còn gọi là sâm cao trắng nhé. Mình có thể dùng củ nó khi trong trường hợp chúng ta không có nước, chúng ta có thể dùng rễ cây của nó để nhai, giải khát được. Nào, tới đây, mình sẽ chia sẻ với cả nhà. Cây này không chỉ dùng để giải khát nước mà nó còn có tác dụng là cái mầm non của nó có thể là nguồn thức ăn, là loại rau. Khi chúng ta đói ở trong rừng, có thể dùng nó để ăn nhé cả nhà. Bây giờ chúng ta lấy phần rễ này. Đây cả nhà. Đây là cái mầm của nó này. Mầm non nó đang lên. Mầm này á, chúng ta lấy cái cùi này. Phần lá non này. Ăn nó rất là ngọt. Cậu muốn thử một miếng không? Cậu cứ thử trước. Nào, rất ngọt luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần rễ của nó. Đây nhé,
rễ của nó rất là mọng nước. Mình sẽ lấy hai cái này. Nó cũng màu giống như rễ sâm cau. Chúng ta sẽ cạo bỏ đi cái lớp vỏ này, lớp vỏ đất này. Khi khát nước chúng ta có thể nhai nó để trong mồm, trong miệng để giúp chúng ta không bị khô miệng. Đây, cậu. Đúng không? Hương vị của nó. Đúng rồi. À, đáng nhẹ nhưng mà vẫn giữ được cái mùi thơm nhỉ. Ừ, rồi, chúng ta tiếp tục đi vô. Ở đây nó rất nhiều. Nó rất nhiều nha. Ăn rất ngọt. Nó cũng có thể là cung cấp cho chúng ta một lượng calo. Nào, ăn đi bạn. Rất là đau nhé. Khi đâm vào cơ thể chúng ta thì nó sẽ có một cái cảm giác rất là nhức luôn. Nhức lâu nhé. Nhức lâu. Nhưng mà cái thân của nó này, cái mầm của nó vẫn là nguồn thức ăn cho chúng ta. Đây là kiến mối. À. Nếu chúng ta đói, chúng ta cần phải xác định được những loài cây có thể ăn được. Bởi vì sao mà Hiếu chia sẻ với cả nhà, đó là chúng ta nếu mà đi rừng, chúng ta đi du lịch trải nghiệm thì chúng ta cần trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết. Chúng ta phải hiểu về rừng để chúng ta dựa vào nó, dựa vào thiên nhiên, dựa vào rừng để chúng ta có thể sống sót nhé. Chúng ta có thể trở về. Anh em sẽ phải tìm thấy được nguồn nước. Anh em sẽ phải tìm thấy được một nguồn nước. Và trước mắt là Hiếu nhìn thấy, đó chính là một cái cây dòng họ thân của cây nho. Và vì sao? Cây này thì khi chúng ta vào rừng, chúng ta đang ở trên rừng sâu mà không có nguồn nước, không có sông suối, thì điều duy nhất mà chúng ta có được một lượng nước để uống chống khát, chúng ta có thể dựa vào những dây của cây rừng. Nó có thể là có những cái mùi hơi nặng mùi, ngứa, ngái, khó uống. Nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta quá khát thì chúng ta sẽ dùng tới nó để cung cấp cho chúng ta một lượng nước. Đây là cái dòng cây thân dạng như thân nho. Bây giờ chúng ta sẽ chặt cái phần gốc trước nhé. Mình sẽ chặt phần này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chặt một đốt ở đây. Và cả nhà cùng xem cái phần nước của nó nhé. Vì sao? Nó là cung cấp cho chúng ta một lượng nước. Đây, cả nhà cùng quay cho cả nhà cùng xem. Nhanh lên, nước. À, lượng nước rất là nhiều. Bạn thử đi, nhanh lên. Nào, nhanh lên. Đấy, một lượng nước rất là nhiều luôn. Nước của nó ngọt, không có vị ngái đâu. Chỉ một số dây mới có thôi. Cả nhà thấy cái lượng nước không? Hiếu uống rất là nhiều rồi và mua nó vẫn còn nhỏ giọt kìa. Nó có một cái đặc điểm như thế này. Nếu như chúng ta đã chặt đi rồi á, lấy một đoạn rồi, thì đoạn trên này nó sẽ không còn nữa. Bởi vì sao? Nó sẽ hút ngược lại. Nó sẽ hút ngược lại. Như ở đây Hiếu sẽ chặt lại một phần này cho cả nhà xem nhé. Như cái chỗ này nhé, nó không còn nước nữa đâu. Nên là chúng ta xác định chặt để lấy nước là phải chặt một lần dứt điểm dứt khoát nhé. Đây này. Nó không còn nữa. Nó khô luôn. Cả nhà thấy không? Nó không còn nước nữa. Có thể đây là con đường mà của những người thợ săn. Hiện tại anh em Hiếu Môn đã băng qua khu rừng già đầu tiên và đang đến một cái tầng lớp thấp hơn. Có suối khô ở đây. Hả? Có suối khô ở đây. Một tầng lớp thấp, có thể là một con suối. Cây này cậu biết cây gì không? Cây này gọi là cây lá tắm đây cả nhà. Khi trẻ sơ sinh nhé, hoặc là những người mới sinh ấy, họ dùng cái này để tắm cho trẻ em. Gọi là cây lá đắng, nó mùi hăng nhưng mà dùng để một bài thuốc tắm nhé. Chống ghẻ lở.
anh em sẽ xuống một cái khu thấp này để xem ở đây có nguồn nước không nhé. Có một cái con suối ở đây. Trong quy tắc sinh tồn ấy, thì điều đầu tiên, ưu tiên đầu tiên đó chính là tìm thấy nguồn nước. Và hình như ở đây là nguồn nước rồi. Đúng không cậu? Đúng rồi. Một con suối. Đúng có, rồi. Có nước, có nước. Có nước không? Có. Tìm được nguồn nước không chỉ cung cấp cho chúng ta sự sống mà còn có thể giúp chúng ta tìm thấy nguồn thức ăn ở đây. Thủy sinh, giống như là cá, ếch. Và đây là nguồn suối nhỏ. Đúng rồi, nguồn nước này có thể uống. Nhưng mà khi chúng ta gặp nguồn nước ở trong rừng, cũng không nên vội vàng uống. Vì chúng ta ở đây không thể biết được là có những loài ký sinh, loài đỉa, loài sán ở dưới nước này. Nên chúng ta cần phải lọc qua nguồn nước nhé. Muôn sẽ chặt hai cái ống nữa. Chặt ống to cậu nhé. Rồi rồi. Chặt hai cái ống to. Và một cách để chúng ta nhìn thấy được cái nguồn nước có sạch hay không đó là chúng ta nhìn cái con suối, nó có một cái lượng cát rất là nhiều. Lượng cát này thì chỉ mùa mưa nó mới bồi đắp vào đây. Và bình thường thì nguồn nước này chảy rất là nhỏ. Đây là mùa khô. Nên là cái lượng cát nhiều á, thì khi nguồn nước này chảy qua nó sẽ lắng đọng đi những cái phần bụi bẩn này, những cái cặn lá ấy, ở trong rừng. Nên là cái nguồn nước rất là sạch. Cách lọc nước thì chúng ta có thể dùng những cái dụng cụ lọc nước mà khi đi du lịch các bạn cần trang bị, đó chính là những cái thiết bị lọc. Còn anh em ở đây không có những cái dụng cụ đấy thì anh em sẽ dùng nước lên và dùng vải hoặc là dùng một cái gì đó để lọc. Thường thì anh em Hiếu và Muôn thì đi rừng rất là nhiều rồi nên sẽ dùng nước ở đây luôn. Chỉ cần anh em mình đun sôi lên được, bởi vì anh em biết như thế nào là nguồn nước sạch và như thế nào là nguồn nước nó bẩn. Nên anh em sẽ yên tâm khi mà phát hiện cái nguồn nước này, việc sử dụng nó là chúng ta cần đun sôi lên. Một cái dụng cụ để khi đi rừng cần thiết đó chính là một cái bộ đánh lửa. Đây là bộ đánh lửa. Bộ đánh lửa mà Hiếu đã chuẩn bị trước rồi. Khi đi rừng thì chúng ta có thể đem theo nhiều hộp quẹt, diêm. Nhưng mà để an toàn hơn chúng ta cần dùng cái này. Bởi vì không may hộp quẹt bị ướt này, bị văng cái trục đá đi thì chúng ta không thể còn cách nào để lấy lửa nữa. Nhưng mà cái này á, thì có thể mưa ướt ẩm như thế nào chúng ta vẫn có thể đánh lửa được. Nhưng quan trọng là chúng ta tạo ra một cái bùi nhùi nhé. Ở đây cái duy nhất Hiếu tìm thấy có thể làm bùi nhùi nhanh đó chính là cây nước khô. Chúng ta có thể dùng dao để bào chúng ta để làm một cái lớp bùi nhùi nhé cả nhà. Đặt dao vào cạo cạo một lớp bùi nhùi, nó sẽ dễ bắt lửa. Bây giờ thì mình sẽ dùng những cái thanh củi nhỏ này đặt vào đây. Và đây là cái tấm bùi, cái bùi nhùi mà mình đã chuẩn bị. Mình sẽ đặt vào đó. Củi mình đặt vào đây. Những cái thanh củi nhỏ chuẩn bị sẵn cho một cái đám lửa bốc lên nha. Sắp được. Nào, cố lên. Rồi, bắt đầu đốt đây, cháy rồi. Chúng ta sẽ phải từ từ nhé. Phải từ từ mới cháy được. Đó. Chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng. Hết sức nhẹ nhàng với nó. Nếu không nó sẽ tắt. Các bạn thấy không? Đó. Hiếu đã làm lửa cháy lên rồi nhưng mà với những cái cây này vẫn không thể cháy được. Bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị một cái đám bùi nhùi thật to vật nhiều để cho nó bắt lửa nhé. Không dễ gì để đốt lửa vào những cái ngày mà trời mưa đâu. Ở đây là còn những ngày trời nắng đấy, khí hậu rất là khô hanh mà vẫn như vậy. Rồi, phải nhẹ nhàng thôi. Bỏ những cái thanh củi bọi bé vào cho nó bén.
khi ra cháy thì chúng ta bắt đầu bỏ thêm những cái cành cây nứa này vào để cho nó bén to đó. Mỗi lửa nó cháy lên to xong chúng ta bỏ cây vào nhé. Chúng ta gác vào đây cho nó sôi. Đây là một cái trải nghiệm thực tế nên anh em sẽ chia sẻ, có cái gì biết kinh nghiệm của anh em thì anh em sẽ chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Hiếu nhé và Môn. Thì anh em sẽ chia sẻ một cách thực tế nhất để xem xong một cái video thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể để lại được một cái gì đó nha. Xong rồi. Vậy là nước đã một ống nước đầu tiên đã bị đổ, đã hy sinh. Nên là kinh nghiệm để mà nấu nước thì chúng ta cần làm một cái bếp thật là chắc chắn nhá. Thì mới nấu được nước. Đó. Thật sự nó không dễ dàng đâu cả nhà. Nếu mà không qua những cái trải nghiệm thì anh em mình không có những cái kinh nghiệm được. Vậy là còn được một ống nữa. Anh em sẽ phải nấu thêm mấy ống nữa cả nhà để mình chuẩn bị một lượng nước để anh em tiếp tục đi. Này mình sẽ để đây cho nó nguội này. Mình sẽ làm thêm hai ống nữa nhé. Cả nhà để ý nhé. Cái phần nước đun trong ống nứa thì những cái dòng nứa non nó sẽ có một cái lớp tinh, một cái lớp tinh bột nó bám ở trong cái lòng ống nứa, nên là khi chúng ta chùi rồi, chúng ta sóc đi rồi nhưng mà vẫn bám vào, khi chúng ta đun sôi nó sẽ sủi lên. Khi chúng ta đưa ra để lắng đi, chúng ta rót cái phần này đi thì chúng ta vẫn uống được nhé. Thực ra cái phần tinh này khi mà chúng ta đi rừng mà dùng nấu cơm lam nó rất là ngon, thơm. Đó, ống này để sôi một chút rồi chúng ta sẽ lấy ra. Để sôi khoảng tầm 2 đến 3 phút thì chúng ta đưa ra để nguội và lắng đi thì chúng ta dùng được nhé. Cái này là muốn nguội nhanh phải ngâm dưới. Anh em cứ ngồi nghỉ lao một chút đi đã, để cho nó nguội đi. Vì nãy giờ đi là cũng mệt rồi cả nhà. Đây có dê sẵn. Ừ, gác vào đấy. Quần áo anh em là đã ướt hết rồi. Thì rừng ở đây độ ẩm rất là cao nên là chúng ta đi sẽ dễ mồ hôi ra nhiều này, sẽ nhanh bị mất nước nha. Mà khi chúng ta không tìm được nguồn nước ở trong rừng thì mất nước quá lâu sẽ làm cho quá trình đau đầu này, nhức đầu này, bắt đầu chóng mặt này và có thể là hôn mê bất tỉnh. Nên là cái việc tìm thấy cái nguồn nước và cách chúng ta tìm được nước là vấn đề rất là quan trọng luôn khi đi rừng. Bây giờ anh em sẽ thử xem cái nguồn nước Lào sẽ như thế nào nhé. Nó có mùi thơm của ống nứa. Nước thì nó kiểu hơi nhạt cậu, không ngọt lắm đâu, không đậm nước đâu. Nước rất là trong luôn, không hề có một cái cặn gì luôn. Chỉ có cái váng của mấy cái bột của cái lỗ ô ấy, cái ống nứa, nó nằm ở quanh cái thành. Cái loại này thường hay có. Ừ, cái này không sao, cái này vẫn cái này là không có vấn đề gì cả nhà. Nước Lào. Nước Lào. Đây là nước Lào hả? Nước Lào. Đã qua Lào và đã uống được nước Lào rồi. Đã vào rừng Lào và đã uống được nước Lào. À, thật ra thì nước Lào với nước Campuchia ấy, vẫn uống được nha. Vào rừng thì anh em chuẩn bị một cái chai như này để anh em đựng nước nhé. Với một cái chai này là cái lượng nước khoảng tầm 1,5 lít. Có thể là đủ cung cấp cho anh em trong vòng 1 ngày không có nước ở trong rừng. Bây giờ anh em sẽ tiếp tục lên đường thôi. Có lẽ đây là chuyến đi rừng mà nhẹ nhất của anh em.
bởi vì không mang theo nhiều đồ, chỉ pin và dụng cụ máy móc thôi. Nên là đi tới đâu anh em sẽ chia sẻ với cả nhà. Nói về cái ba lô thì rất là nhẹ, nhưng mà đây, cái ba lô của Hiếu nó có còi cứu hộ luôn đây cả nhà này. Mình có thể trường hợp mà mình gặp người ở xa, mình không còn có khả năng, mình gọi to là mình có thể dùng còi mình thổi. Đó, nó là một cái còi này, nó cũng rất là có ích nhá, trong quá trình mình cầu cứu ấy, kêu cứu ấy, kêu cứu hộ. Bây giờ chúng ta đi thẳng về hướng Tây Bắc nhá. Đi theo con suối này. Ống lắm, đấy là khổ qua rừng đúng không? Ừ, khổ qua rừng. Nó cũng là một cái dược liệu rất là tốt nhá. Đây là những trái mướp đắng rừng này cả nhà. Đây này. Đắng lắm. Rất là đắng nha. Nhưng mà mình sẽ dùng nó để làm thuốc này. Mình có thể nấu nước uống. Nấu nước uống nhá. Anh em sẽ giữ lấy. Đây, đi lên hướng này. Vậy anh em phát hiện thêm cái nguồn thức ăn đây rồi cả nhà ơi. Tớ nghi rồi. Đây, trái này. Trái này có thể ăn được. Này. Đã chưa? Ừ. Xem cái cây nó ở đâu. Đây là trái dâu rừng, mùa này bắt đầu chín rồi cả nhà. Ngọt lắm, mấy ngọt cái trái lắm. Này nó không giống mấy cái trái đỏ kia đâu. Cung cấp cho chúng ta một nguồn thức ăn nha. Nó có thể là cung cấp một ít lượng calo và chủ yếu là chất C, giúp chúng ta giải qua những cơn khát này. Và đói thì này nó cao nhiều nha. Bữa trước có mấy cây kia nó thấp. Trái này mình sẽ ăn cả vỏ, cả hạt luôn. Nếu mà những người nào không ăn được chua, chát thì mình sẽ tách mà lấy cái lõi của nó ăn này. Ồ, phần lõi của nó đây này. Nước này, mọng này. Ngon đấy. Lắm. Ui, trên này này cậu này. Đấy. Một chùm luôn, cái này là một cây nhỏ mà nó nhiều. Cậu hái nhiều vào nhá. Rồi rồi. Ờ, tớ quên mất nãy mà có cả ba lô lên nhờ. Được, được. Rồi, ui chà. Đây, cận cắn cái này là trái. Gọi là dâu trắng hay là vàng đây cậu ơi, cái màu nó. Đấy. Mà nó cao nhờ. Đây, cả nhà xem từ dưới. Hiếu, cậu đâu nhờ? Ở đây. À, đây. Đây, Hiếu bên này cả nhà. Không nhìn thấy đâu, từ đây nó cao lắm. Ui chà. Ui, cả chùm này. Rồi. Một tay được cầm máy thì không hái được nhiều. Tiến lên hái, đấy. từ từ. Rồi. Yeah. Rồi nha. Rất là ngon luôn cả nhà ơi. Để tớ gỡ ra đã nhá. Rồi rồi. Từ từ nào. Cả nhà xem nó đã chưa? Đây là cái quả mà con sóc nó ăn ở trên cây luôn này. Đó. Đây. Chùm đã chưa? Trồ trái nó nhìn nó giống như kiểu là trái nhãn ấy nhờ. Nhìn sướng nhờ. Sướng chưa? Trái nó to chưa? Sao ở bên Lào dâu chín sớm đấy chứ, ở Việt Nam là phải mùa tháng 8 tháng 9 mới có này, Hiếu nhớ mà. Lào là rõ luôn. Mùa này chắc là mùa dâu. Ờ, mùa làm dâu. Mùa làm dâu đấy, mùa của những cô dâu. Cái này thì cả nhà gặp là cứ ăn thoải mái nha, yên tâm mà ăn nhé. Không được. Lo là vấn đề gì về ngộ độc. Đúng, cái trái này nó không chua, nó ngọt này. À, nó ngọt chứ không chua. Chua ít thôi. Nó đã. Đấy, tôi quan sát trên kia thấy con sóc đang chạy trên đấy. Nó chín hết rồi. Ừ. Nó chín cái nè. Trên kia nó tự bung ra luôn rồi. Quả này to này. Đã nhờ. Quả này chắc muối nó nhiều lắm này. To lắm nha. Ui, được, đã chưa? Sướng nhờ. Sướng chưa? Ăn đi cậu. Ngọt đúng không? Với số lượng trái như thế này thì có thể là giúp chúng ta chống đói ở trong một ngày rồi, đúng không cậu? Đúng rồi. Đấy, số lượng này trái quá nhiều đấy. Quá nhiều đấy. Đi rừng mà chúng ta gặp được một cái cây này thì phải nói là được tính là giá trị của nó ngang vàng khi ở trong rừng chúng ta gặp cơn đói đấy. Đúng không? Đây là vàng đó. Ừ, vàng thật đấy. Không biết là cái hành trình này anh em sẽ đi mấy ngày. Trên đường đi thì gặp thức ăn gì anh em ăn được thì sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người nhé.
anh em sẽ tiếp tục duy trì và đi theo hướng tây, tây bắc và đi theo cái con suối này. Cậu ơi, dấu voi. Ừ? Dấu chân voi. À, cái này là dấu cũ của nó này. Dấu chú gấu cũ của chân voi, không phải điêu luôn cả nhà. Đây này, dấu chân voi này. Ừ, đúng rồi. Dấu chân voi nhá. Này. Dấu cũ rồi. Dấu này lâu rồi. Đây, dấu chân voi nó đi. Tí nữa mình sẽ thấy cái dấu mới của nó. À, một lát anh em gặp những cái dấu mới thế quay cả nhà xem. Dấu chân voi nhá. Một con. Chân voi nó đi san sát vào nhau như thế này. Cái này là đi nhiều lần nhá. Ừ, cái đợt đầu tiên sẽ đi ở đây, đợt cuối cùng là đi ở đây. Ừ, kìa. Okay. Đó, đấy, đây xem này. Cái dấu của nó này. Dấu voi đi cho này nhá. Bây giờ mà gặp voi thì anh em cũng phải trốn. Trước đây là cái suối này bình nó nhiều lắm. Ừ. Nó thường xuống đây nó uống nước mà. Ừ. Nó phải xuống đây để uống nước chứ. Một cái nấm đầu tiên anh em gặp. Nấm hồng linh chi. Cắt đi cậu. Trên đường đi mình sẽ nhặt lấy để mình có thể là làm trà uống nhé. Nó rất là tốt cho sức khỏe, gọi là hồng chi, hồng linh chi. Nó bám hồng cái cây to chi này. Để mình sẽ xem rừng Lào có nấm linh chi không nhé. Băng qua con suối và anh em đang tiếp tục lấn sâu vào rừng nữa. Và ở đây thì anh em đang đi theo cái đường của voi. Đây, quay cho cả nhà xem. Cái này là dấu của voi. Voi nó cà vào này. Bóng này. Và đây này. Dấu chân ở bên dưới môn đây. Dấu chân voi. Cậu đưa ra đi. To lắm. Đó. Đây là dấu chân voi này. Cái đi này nó lâu rồi. Còn to chưa? Con này nó đi chắc cả tháng rồi. Này, cái dấu chân này. Đây này. Đây nữa rồi này. Đó. Này. Cái dấu này. Đó. Con này to đấy, không phải con này to đấy cả nhà. Rừng Lào thì thấy những cây gỗ thực sự rất là to. Tạm thời nghỉ chân một chút nhé. Cậu thấy thế nào? Tớ cũng thấy là người nó mệt, hơi mệt rồi. Đói thật đó. Vừa nóng. Nóng, mồ hôi nó ra. Để bao lâu ở đây nghỉ ngơi một chút. Nên nghỉ làm rồi. Phải để cây. Ui. Nơi kia có cái gì kìa. Đó đó kìa. Có thấy không? Cái bứa rồi. Cái bứa hả? À. Bứa xem được. À đây, một cái ở bên này này. Bứa này cũng chua lắm cả nhà. Cái bứa, cái này thì ăn để giải khát thôi. Ăn nó nhiều say lắm. Nhưng mà nó đang mệt mà. Đang mệt. Cái này mà đi rừng mà các bạn nhìn thấy thì cũng có thể ăn được chứ. Nhưng mà với trong trường hợp là mình đói, mình không nên ăn nhiều vì ăn nhiều nó say. Chua. Đây là cái này. Thôi. À, khí hậu hay sao ấy cả nhà ơi. Ở Việt Nam mùa này cây bứa này nó đang là xanh này. Đấy, đang xanh và non. Ừ, có cây thì nó đang mới đang chín thôi. Ừ, ở đây thì chín rồi. Ở đây là chín rụng gần hết. Trái dâu cũng thế nhá, ở Việt Nam trắng hôm mới gặp ra hoa, bữa nay đã ở đây thì đã chín rồi. Chua. Một chai nước. Anh em uống gần hết một phần, bây giờ mình sẽ chia cậu nhá. Cậu tới đây nhá, mình tới đây nhá, cậu tới đây nhá. Rồi. Mình sẽ để dành bởi vì anh em đã đi xa nguồn nước và bây giờ không thể quay lại nữa. Và để tìm được cái nguồn nước tiếp theo thì trước khi tìm được nước thì chúng ta cần phải tiết kiệm. Chỉ để chống khát. Thực sự nói là độ ẩm ở đây rất là cao, làm cho chúng ta mồ hôi ra nhiều và mất đi nguồn nước. Nên là nhanh khát lắm. Đấy, mỗi anh em làm một ngụm này, chống khát thôi. Không biết có con gì ấy, nó kêu như gấu ấy, con gì đấy? Cả rừng. Cà rừng à? Chắc đang đẻ rau, con mái. Toát toát ở bên đây này.
nhé, vừa nghỉ mệt xong bây giờ tiếp tục đi thôi cả nhà. Đây, hướng mặt trời kìa, bây giờ mình đã nhìn thấy cái chỗ này nó có một cái khoảng trống này. Tầm này hình như anh em đang ở trên đỉnh đồi hay sao cậu. Hướng này là hướng tây. Mình sẽ đi về hướng này, tây bắc. Đây là một cái dòng nhựa cây nha cả nhà. Rất là thơm, cây trám này. Anh em sẽ lấy đi trên đường đi có thể dùng để đốt lửa này và làm đèn, làm đuốc. Bữa tối mình có thể dùng nó để thắp sáng. Đó. Đó. Một cục rất là to. Mình sẽ gom nó, mình bỏ vào ba lô. Mình sẽ dùng đến lúc vào ban đêm có thể dùng nó để thắp sáng nhé. Em đang xuống đến cái khu này thì phát hiện ở đây có một con lươn bị chết. Nó mới chết tối qua sao cậu? Này. Thế nó chết do cạn nước quá hả? Cạn nước quá nhỉ? Hay là còn gì ăn nó? Ừ, con mới chết luôn. Có ăn được không? Đấy hả? Ừ. Mình nghĩ ở đây chắc sẽ có lươn nữa, mình sẽ thử bới xem nào. Thực ra thì nếu như còn nước như này thì nó chết do nguyên nhân gì chứ không phải là do khô nước. Có mấy con nó cào đứt ở đây này. Đây đây đây, lươn lươn lươn. Vừa xuống đây rồi. Đây đây đây. Đây đây. Đây đây đây, đâu rồi? Một tay, đây hai. Rồi đó đó đó. Đây, Môn vừa bắt được một con đây rồi. Lươn đen nè. Do cái màu da này là do cái nước cậu. Sao cái con này nãy đâu này? Con này nãy chết ở đâu này? Bị lấp rồi. Trong chỗ này. Cậu lấp. À đây này, đây này. Con này to chưa? Đấy. Con này này. Này nhỏ. Thực ra cái con này anh em mình không biết được cái nguyên nhân nó chết vì vấn đề gì nên anh em không dám ăn. Bây giờ sẽ tìm xem còn con nào không. Được một con này này. Có được một chút protein à. Chắc con hồi nãy đấy. Đúng không? Anh em phát hiện một con suối này là suối cạn nha cả nhà. Có cá. Ủa đây, có mấy con cá này cả nhà. Nó bơi lên đây. Cái này cát, mình sợ không giữ được nước rồi. Chỗ này nước nhỏ nên hiểu thấy cát đi. Đây này này này. Rồi. Một con. Ôi, cá ngon nữa. Một con. Ở đây cả nhà. Ôi. Một con. Cẩn thận cậu nhá. Rồi. Ôi, giống cá mát, giống cá. Giống cá mát đấy. Giống cá mát nha. Ừ. Phải cá mát đâu. Không phải đâu, cái này cái loại này thôi. Cầm lấy cậu. Một con. Mình sẽ đắp cái bờ đê này lại. Mình sẽ tát. Ôi, trời ơi. Tôi hốt con cá lên rồi. Sao con cá này chút thật đấy. Ê, ê, ê. Đưa, đưa, đâu, đâu? Ở đây, ở đây. Đây hả? Ừ. Đâu? Đây, 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 đây. À! Một con lươn. Trời ơi. Trời ơi. Nghèo. Trời ơi. Có thực rồi. Này cả nhà ơi, lươn. Trời ơi, phúng nước này thật không ngờ luôn. Ta xin lỗi mày nhá. Xin lỗi mày nhá. Rồi rồi, đây rồi. Anh em mình sẽ tìm được sự sống rồi. Đó rồi. Ở đây này. Ồ, hai con. Rồi. Đúng thật sự. Giữa rừng mà gặp những cái này thì không gì bằng. Cái ống bên kia kìa. Để bỏ phóng nhá. Đó rồi. Cá nhỏ quá. Đấy. Hai con đây. Ồ. Đã chưa? Này, cá này mập chưa? Úi trời ơi. Cá này. Ồ, cá này cá gì giống cá mát nhỉ? Cá này cá gì? Cũng ngon đấy. Cá này ngon lắm ấy. Ừ. Ôi đây rồi. Ôi. Ôi, đây rồi cậu ơi. Hai con, nước dòng cứ tới lên lên. Ông. Một con nữa. Tưởng bắt được hai con luôn không. Một chút nhé. Rồi, để tớ bắt con này đã nhá. Tớ vừa thấy nó đây.
đây rồi. Đây, đây, đây. Rồi, hai con. Đã chưa? Ừ. Ui, được không? Được, được, được. Được không? Nè, công phu. Công phu chụp luôn. Bây giờ mới thể hiện. Bây giờ mới thể hiện này. Chắc là còn đó. Ngon này, ngon thôi. Ủa, nó đầy luôn cậu này. Đầy à? Đầy ống luôn. Đầy thì đầy bụng mình. Để đây nhá. Nhưng mà sợ nó con đưa nó ra quá nhỉ. Cậu xem nút nút lại. Thôi, xem một con nữa. Đó, đó, đó. Công phu, dùng công phu. Đâu là từ từ, từ từ, từ từ. Từ. Không phải. Đây rồi, từ từ. Đó đó. Đâu rồi. Đâu rồi. Ui. Đó rồi. Đấy đấy. Ơ, lươn, một con, đây này, một con này. Đó. Ú, ba con luôn. Đó. Thế đấy, như thế. Rồi. Chắc, đâu rồi. Được chưa? Chưa. Chưa, chưa, đâu đấy. Hắn đấy. Hắn, ôi, công phu tuyệt biến đúng rồi. Chỗ đây, con này, đây đây. Đâu, đâu, đây. Đây, 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 đây. Nhiều, nhiều, nhiều. Mày em ơi. Đâu con nữa? Trong này này, đang rút đây này. Đâu, đâu, đâu. Đây ra. Đây rồi, đây pin rồi. À. Đây vào để tớ nút lại. Đây. Anh em bắt đầy ống này. Thế cho vào đây. Rồi. Thêm một ống nữa. Cho vào đây. Nào, mày vào đây đi. Rồi. Có máy đi, có máy đi để cho. Ở đây này. Ôi. Đây đây đây. Ui, ôi, hai con. Hai con. Trời ơi. Đã. Hai con, hai con. Một con này. Đút vào trước. Đút vào đó. Ống đó nó lại ra đấy nhờ. Thế em có một con nữa. Ừ, một con ở đây. Ở đây đây. Hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi? Đây, đây, đây. Tuyệt đỉnh công phu. Tuyệt đỉnh công phu vồ lươn. Vồ lươn hụt. Đó. Có món lươn đấy. Ôi. Ừ. Nó nói. Ha. À, trời đã... ơi. Đã chưa? Hay là mình bắt chỗ này ba con rồi. Đó. Mình tắt nước ra, tắt nước ra. Ăn nước khô lắm. Nếu mà trường hợp các bạn mà đi mà gặp đất cát thì các bạn cứ ngăn nó thành nhiều nhiều hố nhé. Mình sẽ tát khi nó chảy ở trên đó xuống thì nó còn có cái này để mình bắt được. Tí mình trả dần mình lấy tiếp đợt hai. Nước đang nước rất nhanh. Hả? Đây đây, con này không? Cổ bới tiếp. Con này. Con này nhiều lươn lắm rồi cả nhà. Đấy nhá. Coi ở đây có nhá. Này nó rộng rạp. Ô, gì cũng có đấy, đấy, đấy. Chân, chân. Chân hả? Chân này, chân này, chân này. Đấy, đấy. Đây rồi. Hai con hả? À, một con. Một con. Ừ. Chắc phải đi kiếm thêm cái ống nữa thôi. Ừ. Đầy ống. Rồi. Xong. Xem nhá. Còn nhá. Ô, trong này. Ơ, đây, 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 con cá trèo đôi. Này, này, này. Đó. Lên ra đây này. Ừ, thấy chưa, thấy chưa? Trèo. Đây này. Đúng là trèo leo. Đúng là trèo leo. Đó, ừ. Thấy không? Cá này nó. Nghề của trèo đùi. Nghề của nó dài lắm. Ô, ra rồi. Ra rồi à? Ra rồi. Thế nó trèo ra tay ra. Đây, này, đây, đây, đây. Ý, bỏ cho cái đầu mày. Trúc xuống. À, cho cái đầu dai nhỉ? Cho cái đầu trúc xuống. Đấy. Xem còn con lươn nào. Ủa, con lươn con, con. Con nhỏ, bắt không? Bắt, con nhỏ hả? Nhỏ quá. Nhỏ quá hả? Thôi thả đi. Ừ. Để cho nó lớn. Ô, trời ơi này. Đâu này. Bắt đi, bắt đi. Trèo đôi, trèo đôi. Trèo đôi, trèo đôi. Trèo đôi. Leo trèo. Ui. Đây chưa? Rồi. Đây chưa? Nút đây lại. Rồi, đây rồi. Ui. Con gì kìa? Đâu? Con cá nhỏ à? Nãy giờ anh em bắt thì được ba ống này cả nhà. Vừa lươn vừa cá. Thật sự là anh em rất may mắn luôn. Mình không nghĩ cái vũng nước nhỏ như thế, nước tù mà lại có lươn và cá nhiều như vậy luôn. Lần đầu tiên phát hiện con lươn chết thì Hiếu đã nghĩ là chắc là có lươn rồi. Và cuối cùng thì thành quả. Một con chết nhá. Ừ. Ai ngờ chết ba ống. Hiếu phát hiện ở gần suối này có một cái loài rau này ăn được. Cây này miền Nam ở những cái con sông ấy, thường hay có. Ui, gãy mất. Rau này cả nhà. Mình sẽ tìm nó mấy cặn phát mình nấu. Nó với cá. Kêu là rau mốp hay rau xốp gì đó. Hiếu quên tên rồi nhưng mà
mình biết chắc là cây này ăn được nên là mình sẽ lấy. Anh em Hiếu đang đi ngược trên phía cho trên mấy vùng nước để tìm cái nguồn nước sạch. Nó lên tới đây. Anh em Hiếu vừa phát hiện một con heo rừng. Nhưng mà khi muôn đi lên ấy, Hiếu nói muôn đi lên để quay thì lên tới đây thì nó đánh hơi được. Đánh được hơi người nên nó phóng đi. Anh em đang nghỉ lao cả nhà. Nóng quá nên Hiếu cởi áo đang lên. Thấy nghe sột soạt đi lên. Vẫy tay muôn lên thì không kịp. Chạy soạt soạt soạt. Giờ này cũng đã chiều rồi. Bây giờ anh em sẽ nghỉ ngơi đã. Gà rừng bắt đầu gáy rồi. Gà rừng gáy rồi là phải chiều đấy. Anh em chia nhau thôi. Mỗi người hớp. Gà nó gáy hướng bên đây. Để xem nhá, nó gáy hướng nào. Có khi đêm anh em lại. Bây giờ anh em xuống dưới đây. Cái mé dưới đây sẽ đào một cái giếng. Cách để có nước nhanh nhất thì anh em sẽ phải đào một cái giếng cạnh con suối này. Ở đây là bây giờ là mùa khô nên là nguồn nước nó không còn chảy mạnh nữa mà nó nhỏ giọt rỉ ra thôi. Nên anh em sẽ phải lắng nước bằng cách này cả nhà. Còn nước ở đây bây giờ thuộc như kiểu nước tù, lá cây nhiều nên không thể dùng được nhé. Đấy. Cũng may mà nó không nhiều đá. Nước luôn rồi. Móc thấy nước rồi. Đá to to, to ra nhỉ. Móc không thoải mái. Đấy, có nước rồi. Ừ, nước nhiều. Nhiều. Ồ, thế này thì anh em có nước xài rồi. Chỗ nào rộng ra một tí cho dễ múc. Không biết là tối nay có kịp để có nước dùng không?